nay ai cũng tin, người ta đến với nhau cũng không chỉ bởi tình yêu đâu. Nên nay ai cũng cố để thêm giàu sang với thêm xinh đẹp mà ước chi mình cũng xinh. Thời nay ai cũng xem và đồng tiền vui chứ đâu có xem ba chuyện tình cũ vơ. Hay lanh quanh xuống phố với ly cà phê thơm mát ai mơ màng. Để rồi ta bỗng thấy em để hình bóng đó mất nhẹ qua nắng mai. Cho dù em xấu hay xinh nhưng lòng anh vẫn yêu. Xin đừng quan tâm khen chê hay bỏ qua hết đi. Đừng lo lắng gì vì anh đã chọn cho mình chính. Ủa, ba má, sao ba má lại ngồi ở đây? Con đi đâu mà về trễ vậy, hả? Dạ... Nè, dừng xe rồi nghe tôi hỏi nè. Nghe má hỏi nè. Sao má? Chuyện con với anh Toàn thì tính sao? Chừng nào nó mới cưới con? Chuyện đó sao hối thúc được má? Má con sốt ruột chờ con đi về, để rồi con trả lời như vậy đó hả? Con có biết là con bây giờ mấy tuổi rồi không, hả? Còn trẻ mà ba. Nói vậy thôi chứ chuyện nó tới thì sẽ tới. Con cũng yêu anh Toàn cho nên con không muốn ảnh khó xử. Con nói gì vậy? Má có hỏi 1000 lần con cũng trả lời vậy à. Rủi lỡ nó không lấy con rồi con ở giá suốt đời vậy hả? Ba, không lẽ chuyện quan trọng nhất cuộc đời con người là lấy chồng hả? Chứ còn gì nữa. Con không có lo cho tương lai của con thì con cũng phải nghĩ tới sĩ diện của ba má chứ. Con cũng phải thấy là Toàn nó qua lại với con vậy hoài, con phải nghĩ tới tương lai của con chứ. Ông, để tôi nói chuyện với nó. Bà nghe nó nói gì không, hả? Bà cấm nghe chưa? Ba từ xưa tới giờ ba rất là tin tưởng con, ha. Mà bây giờ mà con dám nói với ba là con muốn sống tự do cái kiểu đó đó hả? Bây giờ nghe má hỏi nè. Có phải thằng Toàn nó không lấy con là tại vì nó không có tiền đúng không? Má nói thiệt, nhà mình á, tuy không có dư giả gì nhưng mà lo một cái đám cưới đơn giản má có thể lo được. Con gái con đứa đi lấy chồng thì đám cưới phải rình rang hoành tráng lên thì họ hàng mới hãnh diện được. Trời đất ơi, ba nghe nói là ba thằng Toàn á giàu lắm, sao con không nói nó nhận ba của nó đi, muốn đám cưới kiểu gì mà không được. Sao ba biết? Thì ba muốn biết thì ba đi điều tra thôi, ba tìm hiểu dễ ợt. Chuyện bắt anh ấy nhận lại cha con không làm được đâu. Dân. Ủa là sao? Dân. Ủa vụ gì? Vậy là sao? Đây á là một cái trường hợp mà theo tôi là không thể nào xử lý được. Bởi vì cái này là cơ địa. Mà nếu như cơ địa bị biến đổi á thì tại sao lại đổ lỗi cho chúng tôi? Nhưng thực ra trước khi phẫu thuật chúng tôi cũng đã tư vấn với khách hàng rồi. Thậm chí chúng tôi đã đưa ra những lời cảnh báo nhưng mà khách hàng vẫn khăng khăng không nghe. Biết trước có nguy cơ biến dạng mà vẫn làm, đó là tắc trách mà còn nói. Mấy người ham tiền quá, bất chấp mọi thứ vậy hả? Để làm tiền phải không? Vấn đề đây tôi nói anh nghe, không phải vì tiền mà là theo nguyện vọng của bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng khuyên nhủ rất nhiều mà bệnh nhân không chịu nghe. Nếu mà chúng tôi không chịu làm thì họ cũng đi chỗ khác làm mà thôi. Vậy bây giờ anh hỏi chúng tôi phải làm sao đây? Tôi không biết. Đó là trách nhiệm của mấy anh. Các anh đã gây ra thì các anh phải khắc phục được sự cố. Chứ không thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ thưa các người ra tòa. Chúng tôi nói thật, không có thể là không có thể. Anh muốn thưa thì anh cứ thưa đi. Anh thách tôi hả? Tôi không hề thách anh. Thôi. Trời ơi, vậy là sao? Bình tĩnh. Thật ra là có thể nhưng mà rất là khó. Bởi vì không thể lường trước được sự biến dạng của khách hàng. Cơ địa như vậy á thì không nên can thiệp bằng phẫu thuật. Chỉ có hại thôi chứ không có lợi. Anh nói vậy
thì cũng như không. Cái trại cá sấu này á được nổi danh là thứ nhất thành phố, cuối cùng quá ra toàn là bác sĩ vậy đó. Anh nói vậy mà nói được hả? Anh nói vậy tức là đã xúc phạm đến nghề nghiệp của chúng tôi. Anh muốn thưa thì anh đi thưa đi. Tôi sẽ kiện tất cả các anh ra tòa. Tùy anh. Anh thích tôi hả? Thôi thôi anh ơi, anh bình tĩnh lại đi. Trời ơi, thôi. Anh ơi, anh bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà. Thôi từ từ đi anh. Thôi đừng có cãi nhau mà. Từ từ mình giải quyết. Bà đưa hồ sơ bình án cho tôi. Tôi có người giải quyết vụ này. Khỏi bên nào cãi nhau với bên nào hết. Cái này là chuyện của bên nhóm A, không có liên quan gì đến nhóm B. Để chúng tôi thực hiện được rồi. Còn A với B nữa. Thiệt tình. Bà xuống à. Bà có giúp được thiệt không vậy? Ai mà biết. Bây giờ tôi không còn quan tâm cái gì nữa hết á. Tôi chỉ muốn rút vốn thôi. Bà bây giờ bà tính làm sao? Chị em bạn bè gì mà nói cạn tàu ráo máng với nhau như vậy? Và trong cái lúc mà nước sôi lửa bỏng như vậy, bà lại đòi giải quyết chuyện rút vốn là sao? Chị nói vậy thôi mà. Không có giải quyết được liền á thì để từ từ. Có gì đâu mà bà nói khùng với tôi vậy? Mà chắc là giúp được đó. Ở bên đó đó còn có bác sĩ Toàn nữa. Toàn Toàn? Cái gì mà Toàn Toàn? Lúc nào cũng Toàn Toàn. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là cái tên bác sĩ đó bây giờ là hết xài được rồi. Xài hay không á thì để rồi coi. Bác sĩ Toàn á đã làm ngực rất thành công cho người mẫu diễn viên Thiên Di đó. Xin chào mọi người. Tôi thấy ở trường hợp này, bộ bác sĩ Toàn có cách giải quyết sao? Tôi cần có thời gian để nghiên cứu thêm. Chắc gì bên B của mấy người có thể giải quyết được. Theo tôi nghĩ thì không nên can thiệp vô nữa. Càng ngày sẽ càng tồi tệ hơn thôi, chứ không tốt hơn được một chút nào hết. Bác sĩ Toàn có tay nghề rất cao. Ở đây ai cũng biết. Đúng không? À, ngôi sao của trại cá sấu mà. Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ rồi. Nhưng mà bây giờ ai dám đưa khách hàng cho một bác sĩ đã từng cắt tay tự tử. Thôi, khỏi nhờ đến anh đi. Nhóm ma của chúng tôi có thể giải quyết được rồi. Lần này tôi không thể tin tưởng anh được. Vừa rồi gia đình anh đã xảy ra một chuyện rất lớn, cho nên đầu óc anh lú lẫn. Với lại tay anh không còn được như xưa nữa. Đó là chuyện đã qua rồi, không có cái gì ảnh hưởng hết á. Ha bác sĩ Toàn ha. Anh nói như vậy là không được. Thần thánh còn có lúc sai lầm. Tại sao bác sĩ Toàn lại không được sai? Quan trọng là bác sĩ Toàn đã phục hồi và cũng giúp chúng ta giải quyết rắc rối lần này. Biết nói gì đây? Chúng ta cùng ở dưới một mái nhà chung, đó là trại cá sấu mà. Đâu thể nào vì tự ái cá nhân mà làm ảnh hưởng tới sự tồn vong của thẩm mỹ viện này. Thì cứ để bác sĩ Toàn thử coi sao. Nếu mà không được á thì mình ngưng. Còn nếu được á thì mình sẽ tiến hành trên phổ rộng. Đúng không bác sĩ Toàn? Với loại cơ địa này, chúng ta phải dựa trên tiên lượng về sự biến dạng của cơ thể bệnh nhân, sau đó mới có thể tiến hành giải phẫu được. Tôi nói 60% vì lần đầu tiên lượng có thể là sai lệch, nhưng tỷ lệ tiên lượng đúng sẽ tăng dần lên. Và cuối cùng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Cho nên khách hàng cần phải chấp nhận là sẽ giải phẫu nhiều lần. Đây là đại phẫu, đòi hỏi phải thăm dò độ mạnh của các cơ nâng trước khi tiến hành giải phẫu. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải cân nhắc vị trí đặt túi ngực. Vì để lại sử dụng đường rạch Infam Mammary, cho nên chúng ta phải tiếp tục sử dụng lại đường rạch cũ. Với cơ địa của nạn nhân, càng hạn chế mở các đường rạch mới thì càng tốt. Những điều bác sĩ nói chúng ta biết hết rồi. Biết hết rồi mà còn làm người ta ra nông nổi này. Bây giờ bên này ra tay hỗ trợ, không biết cảm ơn thì thôi, còn ngồi đó đâm thọt nữa. Tôi nói không đúng hả? Thôi, mấy anh im đi, để cho bác sĩ Toàn giải quyết. Về cái phần ngực á, coi như đã xong. Còn về vấn đề chảy xệ á, giải quyết không khó. Nhưng cái bất ổn ở đây á là việc phù nề trên gương mặt của khách hàng. Vậy thì phải làm sao? Tôi sẽ đi từ phần dễ nhất tới phần khó nhất. Về tình trạng phù nề trên mặt của khách hàng, chúng ta phải test dị ứng trên cơ thể của nạn nhân để tìm ra nguyên nhân thực sự. Vì mình đã rút các phần cấy ghép ra rồi,
nhưng gương mặt vẫn còn phù nề. Chứng tỏ là nguyên nhân không phải là do vật liệu cây ghép. Đã test dị ứng trước khi đưa vật lắp ghép vào trong cơ thể của cơ thể khách hàng. Hoàn toàn không có một phản ứng gì với vật cây ghép. Cho nên nguyên nhân không phải là do vật cây ghép mà là do cơ địa. Vậy thì còn nói để làm gì? Chúng ta luôn đổ lỗi cho những gì mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân. Và cách giải quyết cho hai chữ cơ địa. Nhưng thực ra mà nói, không có cái gì là tự nhiên sanh ra hết. Tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó. Tìm được nguyên do chính xác, cái gì cho là cơ địa, chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Tôi sẽ trả lại cho khách hàng ít nhất là như phiên bản cũ, chứ không phải là như bây giờ. Em đang làm gì vậy? Em có quà nè. Xe này là của ai? Dạ, thì người ta tặng em. Đáng lẽ là xe ô tô, nhưng mà do em chưa có bằng lái nên đi eo ít đỡ vậy. À, anh biết rồi. Anh nghĩ có đáng không? Hai chị đổi bên cho nhau đi. Nếu như em muốn đánh đổi, còn anh nghĩ ta không xứng đáng đâu. Em hiểu rồi. Anh ơi, anh giải quyết vụ này sao rồi? Không tốt. Nhưng mà cũng không quá tệ chứ. Không, anh không tiên lượng được chính xác diễn biến của khách hàng. Hiện tượng chảy xệ nó vẫn tiếp tục. Nếu mà còn làm nữa, anh chỉ sợ là làm hư người của khách hàng thôi. Không lẽ bỏ cuộc? Anh sẽ không bỏ cuộc. Nhưng anh muốn làm điều gì đó tốt nhất cho khách hàng. Chỉ có điều anh lo là mọi người ai cũng nóng vội hết trơn á. Không có ai chịu hiểu hết. Và không ai kiên nhẫn hết để chờ kết quả sau cùng. Xe đẹp quá à. Công nhận đẹp quá ha. Xe này chắc mắc tiền lắm đây. À, Thiên Nhi nè, bữa nào á cho chị mượn xe này chạy vòng vòng tí nha. Dạ không có gì đâu chị. Cảm ơn em trước nha. Thôi chị qua kia nha. Dạ em chào anh. À, Thiên Nhi, anh xin lỗi, anh bị kẹt xe. Ồ, chào Tùng. Chào anh. Nhà quản lý trẻ. Dạo này bận công việc quá. À, tôi nói chuyện với Di một chút nha. À, em nói chuyện với anh một chút. Không có gì đâu anh. Ừ, vậy tôi xin phép. Ừ. Thiên Di. Thiên Di. Dạ. Em mượn Thiên Di một chút nha anh. Ừ. Nè Thiên Di nè, chụp đi. Mọi người chuẩn bị nha. Bên đây nè, bên đây nè. Tắm nữa nha. 1, 2, 3. Thiên Di, mình đi em. Dạ. Bye với chị nha. Thiên Di. Dạ. Chậm lại đi. Sợ không? Không. Em kêu anh tới đây có việc gì? Thì em biết có người có công nghệ có thể giúp anh giải quyết vấn đề ở trại cá sấu. Có chết anh cũng không muốn nhờ ông ta. Nhưng mà việc trước mắt bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề ở trại cá sấu. Còn nữa, anh phải nói chuyện cho ra Ngô ra Khoai với ba của anh đó. Hai người không thể cứ như vậy hoài được.
anh đã thử gặp ông ta để nói chuyện, nhưng mà gặp ông ta xong á thì cảm giác của anh á là hận ông ta nhiều hơn mà thôi. Thì cứ cho là anh sẽ tiếp tục hận ba của anh, nhưng anh cũng phải cho ông ấy một cơ hội chứ. Người ta chỉ có một ba một mẹ thôi. Anh bây giờ chỉ có ba là người thân duy nhất của anh. Anh cứ để ba anh giúp anh lần này đi, coi như hận thù được xóa bỏ nha. Chú, chú ơi, chú gặp anh Toàn một chút được không? Tôi biết nhà ông là không đúng, nhưng việc nghiên cứu vừa rồi của ông về việc tăng cường các nhóm cơ năng có thể sử dụng được không? Con muốn nhờ cái gì ở ba? Tùy ông, muốn nghĩ sao cũng được. Nghiên cứu đó chưa được hoàn thiện, tất cả chỉ là mô phỏng, chưa có thể đưa vào thực tế được. Mà trong ngành y, sai một ly sẽ đi một dặm, có thể hại chết đi bao nhiêu người không chừng. Tôi rất tò mò, có phải ông đã bắt đầu nghiên cứu này cách đây 16 năm? Thông tin đó không chính xác. Vậy là... là 15 năm về trước, từ khi má tôi mất. Đúng, từ sau cái chết của má con. Nhớ những ngày con bị ám ảnh bởi sự việc của má con, ba đã vô tình phát hiện ra đề tài lớn lao này. Đó là nấc thang cho ba Dương tới. Thì ra lòng nghiên cứu là vì danh vọng riêng của ông đúng không? Toàn, má con hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Má không có lỗi. Má con đã quyến rũ những gã si tình tới bên mình, rồi bị bọn chúng trả thù. Ba hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Ba có lỗi gì khi lao đầu vào nghiên cứu một cách mù quáng để hòng chuộc lỗi cho má con chứ? Thì ra ông là như vậy. Giống như một quả táo bị thúi vậy đó. Bên ngoài nhìn rất đẹp, bên trong thì thối rửa ra từng ngày. Con đừng có nói nữa. Con đâu tốt đẹp gì hơn ba. Ông biết gì về tôi mà nói tôi xấu hay tốt hơn ông? 16 năm qua không có sự xuất hiện của ông là 16 năm hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Tôi nói cho ông biết đó. Toàn, hai người không thể nói chuyện bình tĩnh với nhau được 5 phút hay sao? Mới đó mà đẩy gây nhau rồi. Chú không thể nhường con trai của chú một chút được hả? Thằng Toàn nó không đơn giản như cô thấy đâu. Nó mạnh mẽ hơn cô tưởng nhiều đó. Anh ấy là một người có trái tim rất yếu đuối. Tại sao chú cố tình không hiểu? Cô mới là người cố tình không hiểu. Cô cũng thừa biết nó đang muốn trả thù tôi như thế nào chứ. Không có chuyện đó. Anh ấy mua thù hận với chú, nhưng chưa bao giờ có can đảm để làm điều gì hết. Cô chỉ mới gặp nó đây thôi, làm sao cô biết nó không từng làm cái gì hết? Cô không biết chứ gì? Con biết. Anh ấy là người như thế nào con biết rất rõ. Làm sao cô biết được? Cô không thể nào biết được đâu. Tóm lại, chú không muốn giúp ảnh phải không? Con đã từng nghĩ chú muốn hàn gắn lại mối quan hệ xưa, cha con hòa thuận yêu thương nhau, gạt bỏ hết những hiểu lầm trong quá khứ, không phải là tốt hay sao chú? Cô đừng ra vẻ là người tốt. Nếu tôi không phải là người có chút tiền bạc và danh vọng, thì làm sao cô quyết liệt muốn nó nhận lại người cha như tôi? Chú đừng có nghĩ là ai cũng sống vì tiền. Con không nghèo đến mức muốn ăn bám vào người khác, muốn thừa hưởng tài sản thừa kế. Cô đừng giả bộ mèo khóc chuột nữa. Tôi không dễ bị người ta dẫn dụ đâu. Nhưng ít nhất chú cũng nên là một cái phao cứu sinh chứ. Có thể là một cái phao cứu sinh, cứu một mạng người được không? Cô nói gì tôi không hiểu. Chỉ cần lúc anh ấy sắp đuối nước, chú không cần phải... Nó có chết, nó cũng đâu cần tới tôi. Giá trị của cái phao cứu sinh là lúc người ta sắp đuối nước, và khi đã lên được bờ thì người ta sẽ không làm phiền tới chú nữa. Tôi không muốn làm phao cứu sinh. Nhưng làm cái phao cứu sinh thì đã làm sao chứ? Chú có thể cứu được một mạng người hơn xây 7 ngôi chùa. Chú không cần phải làm từ thiện ở đâu xa hết. Người cần chú giúp đỡ ngay trước mắt. Nghiên cứu của tôi chưa được hoàn thiện, cứu người đâu không thấy, có khi còn hại chết thêm nhiều người.
Dạ, dạ, chào thầy. Cô cũng tới đây nữa à? Dạ. Dạ. Em thấy tụi nhỏ rừng rừng quá, em không tới không được. Ham vui, ham vui. Mà có chuyện gì không vậy thầy? Chứ mình hẹn học sinh ban đêm không có tiện đâu thầy. Dạ. Không sao đâu, ngày mai các em được nghỉ mà. Dạ. Dạ, chào cô, chào thầy. Mấy em khác tới chưa? Sao có mấy em tới đây vậy? Dạ thưa thầy, mấy bạn kia có lý do là bận chuyện gia đình nên là chưa tới. Ờ, vậy à. Dạ, dạ. Thầy, có chuyện gì vậy thầy? Chuyện này chưa thể nói bây giờ được. Ủa, sao nói luôn? Sao vậy thầy? Sao thầy không nói bây giờ đi? Chứ điên vậy, em thấy lo lắm. Mà em lo một thôi, phụ huynh người ta lo tới 10 lần. Tôi thấy cô hơi quá. Ủa vậy hả? Nhưng mà chuyện này rất bí mật nên chưa thể bật mí được. Ồ. Nhưng mà tối nay tôi sẽ dẫn tất cả mọi người đến một nơi mà khi ra về tôi hy vọng tất cả đều hài lòng. Rồi, bây giờ thì tôi xin mời tất cả cùng theo tôi. Dạ. Đây, đi mấy em, đi mấy em. Đi lên đây, tôi sẽ biết cả nhiều quá. Bye em, mai gặp nha. Các em, trật tự. À, thưa thầy cô và các em, buổi hát karaoke hôm nay là do thầy mời. Tất cả chúng ta hãy vui chơi thoải mái. Để nghe thầy hiệu trưởng nói tiếp. Chưa gì đã vỗ tay rồi. Không biết có chuyện gì. Dạ, dạ thưa thầy, em có thể hỏi thầy một câu được không ạ? Em cứ nói đi. Dạ, hôm nay có chuyện gì mà thầy dẫn nguyên cả lớp em đi hát karaoke vậy thầy? Dạ đúng rồi, em cứ yên tâm, chuyện gì cũng phải có lý do của nó hết. Có lý do hả? Thầy làm được bí hiểm rồi ghê. Các em chờ chút xíu, các em sẽ biết lý do đó là gì. Dạ. Đúng rồi. Liên. Ủa Liên á? Liên á? Liên, sao Liên ở đây vậy? Liên làm ở đây hả? Liên, Liên. Em vào đây đi. Dạ xin phép thầy. Em nghe lời thầy. Kỳ Liên, thầy đã nói với em rồi mà, em cứ ở đây có gì đâu. Thôi, ở thầy. Đây có thầy mà. Vô đây. Liên ơi, để em giữ cái này cho. Liên nghe lời thầy đi. Vào đây em. Đây, em đứng đây. Thưa thầy, em có ý kiến này. Bạn Liên đi thấy ly nào chưa có đá, bạn Liên cầm đá bỏ vô. Thằng đá không quá. Có gì vô viên. Trong thời gian qua, thầy có nghe một số lời đồn ác ý là Liên đã làm điều sai trái trong phòng karaoke này. Nhưng tất cả chúng ta đã thấy Liên chỉ là một người phục vụ bình thường thôi. Vì bạn ấy gặp hoàn cảnh khó khăn nên không thể đến lớp bình thường như chúng ta được, mà bạn ấy phải tìm cách mưu sinh rồi sau đó mới có thể tiếp tục đến lớp trở lại. Đúng ra Liên phải được động viên và chia sẻ chứ không phải hứng chịu những lời đồn thất thiệt đó. Đó thấy chưa? Đâu có. Ý đó là của thằng này nè. Ê, đi đâu vậy? Em cứ ở lại đi, vui với các bạn mà. Lại đi. Dạ thưa thầy, nhà em có công chuyện gấp, em xin phép về trước. Nè, về gì với lại mà. Thánh nói lại chơi với mọi người đi. Kể từ ngày hôm nay, thầy hy vọng một điều là chúng ta sẽ không còn nghe những lời đồn đó nữa. Và thầy cũng mong một điều nữa là tất cả chúng ta cùng tiếp sức để cho em Liên trở lại trường. Mặc dù ba mẹ của Liên đã làm nhiều điều lầm lỗi, nhưng không thể vì đó mà chúng ta cho rằng Liên đã đi theo vết xe đổ của ba mẹ. Thầy mong rằng các em đừng áp đặt những định kiến vô lối cho Liên. Thôi, được rồi. Và bây giờ các em ngồi xuống và chúng ta hãy tiếp tục vui chơi thoải mái. Liên qua đây chơi đi Liên. Cảm ơn thầy. Trong đó có Liên nữa nha. Được rồi, Liên yên tâm đi. Việc này thầy đã báo lại với trưởng ca đây rồi. Bây giờ em cứ vui chơi với bạn bè đi.
Đúng rồi đó Liên. Thầy ơi, chúng em mời thầy cùng chúng em hát bài Nối Vòng Tay Lớn nha thầy. Em nói chính xác. Hát đi mấy em. Em bấm bài đi. Thầy cho mình cùng hát. Bấm bài đi em. Rồi, xuống đây. Liên Liên, qua đây ngồi. Bài đây nữa. Dạ thầy. Cô ngồi đây. Thầy, cô qua đây ngồi đi thầy. Ngồi đây nữa. Mẹ em giờ hát nha. Đừng nuối gian tay đòi lại biến xa tay. Cha con với nhau mà tốt vậy đó. Con thì đang gặp khó, mà cha thì cứ khư khư giữ bí quyết, không chịu dạy cho con là sao? Bởi vậy mới nói, trên đời này không có tin được ai hết trơn, chỉ có tin vào tiền thôi. Nữa, bà cứ mở miệng ra là tiền, tiền, tiền. Bà coi chừng á, có ngày á tiền nó biến thành một mớ giấy lộn cho coi. Bà phải tin vô vàng. Nói hay ha. Ỷ mình tên Kim cho nên lôi vàng bạc ra nói chuyện với tôi đó. Nè, vàng á cũng không có đáng tin đâu nha. Giá lên lên xuống xuống, mệt luôn á. Theo dõi nó để lướt thêm chút đỉnh á, mà muốn trồi sụp con tim luôn đó. Thôi 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 thôi, không có nói chuyện tào lao nữa. Nói chuyện của bác sĩ Toàn đi. Rồi sao nữa Vân? Thì anh nói là nếu như mà không có nghiên cứu của bác sĩ Cường thì anh cũng giải quyết được thôi. Có điều hơi mất thời gian một chút. Vậy cũng tốt thôi. Bác sĩ Toàn nhìn vậy chứ thấy cũng tội nghiệp. Có người cha không ra gì, con mình đang gặp khó khăn, muốn gãy đổ luôn mà không có chìa tay ra giúp nữa. Thiệt là ích kỷ hết sức luôn á. Bởi vậy hồi nào tới giờ á, bác sĩ Toàn đâu có chịu đi nhận cha đâu. Cũng tại con. Con nghĩ là nếu như có cha thì anh ấy sẽ vui hơn, không ngờ lại làm cho anh buồn lòng thêm. Thôi từ giờ con sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Con cũng không ngờ là ba ảnh lại lạnh lùng như vậy. Có cha như vậy ta không có thì hơn. Thì sao là như vậy? Giống như trái táo bị thối từ bên trong, người ngoài nhìn vô thì thấy là rất đẹp, nhưng thực chất thì đang thối rữa từng ngày. Bác sĩ Cường có chuyện gì mà sao không vui vậy? Tôi nghe nói có người tới xin ông để nghiên cứu, để mang về ứng dụng, có đúng hay không? Nghiên cứu này nó chưa hoàn thiện, làm sao tôi đưa cho ai được? Thì ra bác sĩ Cường có lúc cũng có lương tâm ghê. Tôi sẽ không cần tới nghiên cứu của ông nữa. Còn ông á, cứ ôm khư khư nữa đi mà tìm kiếm danh vọng cho mình. Còn vấn đề của tôi sẽ tự giải quyết. Tình hình như vậy á, chán thiệt á. Khánh Toàn. Dạ. Con đi ra chơi với các bạn đi. Thôi, con mệt lắm. Mệt hả? Mệt thì con đi vô phòng ngủ đi. Để má lấy thuốc cho con uống nha. Vậy thôi, vậy thôi. Con nhớ má hả? Mẹ thấy má con đẹp không? Đẹp, má con đẹp lắm. Nhưng mà má con... Thôi con đừng buồn nữa. Con ở đây cố gắng học cho giỏi, sau này đời con sẽ khá hơn ha. Mà con lớn lên con sẽ làm gì?
có cái nghề gì mà bị thương tích trên mặt á, mà mình làm cho người ta hết luôn được không mẹ? Nghề bác sĩ thẩm mỹ á. Vậy lớn lên con, con mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ giả phẫu thẩm mỹ để chỉnh sửa cho những phụ nữ không may mắn về nhan sắc. Có phải là vì má con không? Dạ. Má con bị người ta tạ axit. Nhan sắc của má con bị tàn phá, má con còn chịu không nổi mới tự tử. Nếu mà lúc đó có một người bác sĩ thẩm mỹ thì là giỏi, thì lúc đó má con đâu có tự tử đâu. Con biết không, làng thiếu niên Thủ Đức của chúng ta được sự bảo trợ của một bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng nhất nhì nước Pháp á. Con cứ ở đây học cho giỏi, các má sẽ giúp con. Con có chịu không? Dạ, con sẽ cố gắng học. Sau này con sẽ sang Pháp, con sẽ nhất định, con sẽ giúp các mẹ với lại mấy em. Vậy thì con cố gắng nhiều lên nha con. Dạ. Hello. Hello. Hello Dr. David. Right? Yeah, I'm Khánh Toàn. How are you? Oh, Mr. Toàn. I'm fine, thank you. And you? Yeah, I'm good. I have read the comment that you sent me. I don't understand something. I hope you can help me for something about that. Oh, wow. Thank you so much. Thank you so much. Thank okay, you so much. Bye. Goodbye. Bố đi con, bố đi. Ngoan ngoan nha. Má ơi, và được xem má mở TV nhỏ nhỏ xíu cho em bé nó dễ ngủ má. Mà đoàn xiếc này biểu diễn, đoàn xiếc mặt trời vừa giới thiệu tác phẩm mới có tên là Aris. Chương trình biểu diễn xiếc với chủ đề Hồng. Dạ, cho má ly nước cam đi Hồng. Má, con đang dỗ nó ngủ. Hay má để chút xíu nữa để con dỗ nó ngủ xong rồi hay là bây giờ con để đây, má coi giùm con đi. Để đó đi. Bộ tôi coi không được hay sao? Dạ. Tôi coi cho. Phước pha nước cam đi. Để nó nằm đó đi. Ngoan nha con. Nội thương. Nội thương. Nằm xuống. Ôi thôi. Trời ơi, đang lúc hay mà. Thôi. Ôi, má thương. Thôi, đừng khóc nữa con gái. Trời ơi. Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi trời. Thôi. Nên đổ bể tùm lum hết trơn à. Thôi nè. Dạ, con xin lỗi má. Chút nữa đi con dẹp lại cho. Tí cái gì, để lát nữa nó kẹo lại làm sao lau cho ra. Để con dỗ nó ngủ xong rồi á, con dọn dẹp cho má. Thôi, cứ để cho tôi đi. Nhờ chút chuyện lại không xong. Mệt quá. Bỏ hết sức vậy đó. Đáng đuối đi con. Ngoan đi má thương. Ô dí dầu ầu ơ. Rút, ba muốn nói chuyện với con. Ba muốn nói gì ba nói đi. Cô đến đây á, hết ăn rồi lại ngồi ra ngó trời ngó trăng. Tại sao vậy? Con phải làm việc đi chứ. Ở không vậy là không có được. Được hay không á, tự con biết. Bây giờ ba không có cho con tự quyết định nữa. Con không nghe ba thì đừng có trách nha. Nhưng mà những chuyện đó con không có làm được. Bây giờ không làm được, rồi làm từ từ nó sẽ được. Nếu con cứ ngồi đó vậy á, ăn không thôi á, thì làm sao con biết được chứ. Sau này á, con sẽ kế thừa sản nghiệp của ba. Không phải sao? Tại sao con phải lao động vất vả vậy? Con cảm thấy nó không cần thiết. Con không thèm làm những việc nhỏ nhất thì tới những việc lớn nhất á, thì làm sao con có thể làm được chứ. Ba phải nói bao nhiêu lần thì con mới chịu nghe lời đi Trúc. Con á, chỉ cần quản lý ở tầm vĩ mô thôi, không thích đụng tay đụng chân vậy. Ba nhắc lại một lần nữa, con ra ngoài làm việc nghe cho ba. Trong khi mọi người làm việc thì con cứ ngồi đây nhẫn nhơ vậy hả? Ba không thể chấp nhận được. Đi ra làm việc ngay. Ba đâu có thương con nữa đâu. Vì ba thương con cho nên ba phải mạnh tay rèn giũa con như vậy. Nghe lời ba đi, đi ra làm việc ngay. Nè,
Rút. Anh tính đi đâu vậy? Anh ra nước ngoài có công việc. Có gì không em? Anh đừng đi. Anh không đi không được. Nhưng mà em sợ lắm. Em có chuyện gì à? Ngày hôm qua thái độ của hắn kinh khủng lắm. Hắn lái xe như điên trên đường vậy đó. Xem chút xíu nữa là hắn tông như dãy phân cách rồi. Chắc là em không nghe lời hắn nên hắn mới thành như vậy đó. Em phải cắt đứt với hắn đi. Mà không được. Bây giờ làm cách nào đối phó với hắn đây? Anh đừng buông tay em trong lúc này được không anh? Em sợ lắm. Anh hãy bảo vệ em. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, em sợ lắm. Làm gì mà lo dữ vậy? Em quyết định thế nào? Sao lại là em? Quyết định là của anh mà. Ca phẫu thuật này có thể đem lại cho anh tột đỉnh vinh quang, và cũng có thể đưa anh xuống hố sâu mà không thể nào thoát ra được. Anh chỉ lo là khách hàng sẽ không kiên trì với chúng ta cho tới cùng thôi. Dục tóc bất đạt, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà ai cũng muốn đẹp lên một cách nhanh chóng. Thật ra ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng cần phải kiên trì, cũng cần phải biết tiến biết lui. Cuộc đời có người này người kia. Anh đã làm công tác tư tưởng cho khách hàng và người nhà của họ rồi. Nhưng mà lỡ sau ca mẫu đầu tiên mà họ không vừa lòng thì họ sẽ xiên cho mình một dao, lúc đó mới chết thiệt á. Anh không chọc em thì không thấy vui hả? Dạ em xin lỗi dì Hai, em biết lỗi của em rồi, lần sau em sẽ không dám nữa. Tình tứ dữ ha. Gì vậy? Bánh đậu đỏ. Chúc anh thành công. Không ăn thì đưa đây. Phải ăn chứ. Dù biết trước là ăn sẽ bị Tào Tháo rượt nhưng mà vẫn phải ăn. Đây là chương trình Cho Em Một Ước Mơ của đài truyền hình thành phố. Thầy đã giới thiệu em tham gia vào chương trình này. Nếu mà họ thấy được á thì sẽ cấp học bổng cho em. Số tiền đó sẽ giúp em tiếp tục năm học mới. Em... Cô tin vào sự tự tin của em. Em đã từng xem chương trình này trên đài truyền hình chưa? Dạ em xem rồi ạ. Đó tốt. Cô là cô ghiền lắm. Trời ơi cô là cô. Dạ thầy nói tiếp đi thầy. Dạ. Có được cấp học bổng hay không á là do sự quyết tâm và điều may mắn đến với em. Chứ thầy cô thì không giúp đỡ được điều gì hết. Tất cả là do em. Nhưng đúng, thầy cô tin vào em. Em đừng để phụ lòng mong mỏi của mọi người. Nếu thầy đã nói vậy em sẽ cố gắng à. Em cố gắng lên. Dạ em xin phép thầy cô em về à. Không có gì. Có chuyện gì không má? Thằng Mạnh đi làm về chưa? Nó có ở đây không? Dạ ảnh về rồi, đang ở trên lầu á. Mà chắc đang bận công chuyện gì ở trển. Nó làm gì ở trển? Con cũng không biết nữa. Mà có chuyện gì má nói đi con giúp cho. Thôi khỏi đi, để tự tôi đi kêu. Mạnh ơi. Dạ má. Ủa ra đây gì má biểu. Ra đây má nhờ. Má nhờ trời, chút chuyện con đã nha. Có công việc mà má. Trời ơi má nhờ chút thôi, bữa nay có chuyện quan trọng mà. Dạ ra đây. Gì vậy bữa má? Nay á. Chuyện gì vậy má?
Ờ, con chở má qua cô Sáu đi, bữa nay có dỗ đằng đẵng á. Trời ơi, con nói với má rồi, ở trên lầu con còn nhiều chuyện lắm chưa có giải quyết xong. Hay là má đi với vợ con đi ha, đi taxi á rồi chở vợ con đi theo luôn. Con nhớ hồi trước á là má thích đi với Hồng lắm mà. Trước khác giờ khác. Má, con còn nhiều chuyện để giải quyết lắm, con đi không có được. Hay là má đi với Hồng giùm con đi. Sao làm gì làm hoài vậy, làm cũng phải nghỉ ngơi xả hơi chứ. Má, nếu nghỉ ngơi xả hơi á thì ở nhà đọc sách, đọc báo, xem phim, thư giãn đầu óc. Nếu mà nghỉ ngơi xả hơi mà đến mấy cái đám tiệc á, gặp bạn bè, gặp người này người kia, người ta mời uống rượu bia là còn mệt thêm nữa đó. Ở nhà bộ con thấy bí thở hay sao mà còn đòi ở nhà. Má, má. Thôi, đợi má một chút đi. Chở má đi một chút rồi về. Má đi lấy cái giỏ. Má, đợi chút đi. Thiệt tình. Ủa, má mới về hả má? Ừ. Má ơi. Gì? Má để con phụ cho. Má ra đây, con bóp vai cho. Má đi làm mệt đúng không? Ừ. À má, ngày mai á Liên đi tham gia game show truyền hình để kiếm tiền đi học luôn á. Mà con nghe nói là game show đó vui ơi là vui, ai đi coi về cũng đó mắc cười lắm á. Mình đi nha má. À, muốn tôi đi cho nên mới là nịnh tôi phải không? Tôi không quen biết ai hết, tôi không có đi coi. Thôi mà má, đi đi má, vui lắm á má. Đi đi má. Bà lấy đũa coi. Má, đi đi má. Nè, muốn đi á thì rủ chị hai với ba con á. Mấy người đó ủng hộ con, chứ còn má thì má không đồng tình. Má. Thì thôi sao cũng được, má làm gì má cảm thấy vui á má làm. Cái thằng này, nè, đừng có chọc giận má nghe chưa. Con không có ý gì đâu. Giờ muốn tôi đi đúng không? Ừ. Rồi, tôi đi cho mấy người vui. Yeah, má chịu đi rồi. Yeah. Thôi, quá. Má chịu đi rồi. Nè, sao má đem cơm đi đâu vậy? Cái thằng thiệt. Bà cũng đừng có lo, trời đất ơi, cái tụi này á, nó còn trẻ, nó bốc đồng lắm, tâm sinh lý nó chưa có ổn định. Bây giờ á, mình có nói cái gì á, nó cũng không có nghe đâu. Rồi chừng nào nó lớn lên á, nó thay đổi hết trơn hết trội à. Mà tôi không biết con Liên nó làm cái giống gì mà thằng con mình nó mê dữ gì không biết nữa. Không được, phải tách trời hai đứa ra, không cho ở gần nhau, nếu không á, sẽ ảnh hưởng tới con mình. Thiệt tình, tụi nhỏ tội nghiệp ghê. Gì nữa đây? Thật ra thì hoàn cảnh đưa đẩy tụi nó cho nên tụi nó mới vậy. Thật ra bây giờ mà tụi nó có đi móc túi hay đi trộm cắp hay giật giọc gì đó thì cũng đáng thương chứ không có đáng trách. Hoàn cảnh xô đẩy nó vậy chứ nó đâu có muốn vậy đâu. Trời đất ơi, bây giờ ông còn nói vậy nữa đó hả? Tôi tin á, là con người không hoàn toàn xấu. Cái con nhỏ này á, mà vô môi trường tốt á, tạo điều kiện tốt cho nó, nó sẽ phát triển tốt. Mình đừng có lo là nó làm ảnh hưởng tới con của mình. Nhưng mà mình phải nhớ một điều là con mình ảnh hưởng tới nó. Hiểu chưa? Thôi ăn đi, nói nhiều quá à. Ăn đi. Những ân tình tha thứ cho em, những lời yêu thương xưa xin giấu trong lòng, đành gặp nhau trong ký ức, tìm lại nhau sau kín đó anh và em sánh đôi. Vui nhé anh, sống cho hai ta nhé anh, vẫn yêu anh thật nhiều, vẫn thương anh thật nhiều, mong rằng thời gian sẽ quên thôi những ân tình. Trong ký ức tìm lại nhau nơi sâu kín.